Bô thùng mẹ bồng con, thùng phía sau có thể tháo ra linh hoạt, còn thùng phía trước là gắn cố định luôn nha các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với kênh bảo hộ xe máy Yohi Shop, kênh phân phối sỉ và lẻ các sản phẩm JV chính hãng. Trước mắt các bạn là mẫu xe Rim, hiện tại anh khách anh muốn gắn cái thùng phía sau để có thể tiện mang theo đồ. Thì cái xe này hãng JV cũng có thiết kế baga zin cho cái dòng xe này, nên các bạn muốn gắn thì cần phải tháo cái cản zin ra. Thì cái cản zin tháo thì các bạn cần phải tháo hết cái đuôi và tháo luôn mấy cái jack điện ra mới rút được cái cản zin này ra nha các bạn. Thì cái này lắp nó cũng lắp zin nhưng mà mình phải tháo ra, nó hơi mất thời gian chút xíu, nhưng mà bên shop sẽ hỗ trợ lắp ráp hoàn chỉnh luôn cho các bạn, hoàn toàn miễn phí, không có tính tiền công. Thì hãng đã làm sẵn các vị trí nó bắt zin hết luôn nha các bạn, nên mình chỉ cần chịu khó tháo cái dàn áo, tháo điện đâu ra thì mình sẽ bắt vào rất là dễ dàng. Thì đây là cái cản JV MV thiết kế dành cho rim, thì có thể gắn được mấy cái dòng rim thường và FE đều gắn được hết nha các bạn. FE thì thiết kế cái bát nó khác chút xíu và cái mức giá nó cũng giống nhau thôi. Giá là 320k ở thời điểm hiện tại. Thì khi lắp vào các bạn nhớ lắp chắc điện vào, bắt biển số lại là hoàn chỉnh. Thì trên cái baga này nó có sẵn mấy cái lỗ để chúng ta có thể bắt cái đế này vào. Thì cái đế có thể các bạn có thể đưa tới hoặc là đưa lui được nha các bạn. Nó thiết kế rất là nhiều lỗ cho chúng ta có thể bắt theo cái ý muốn của chúng ta, có thể bắt gần hoặc là xa ra phía sau. Và các cái ốc tán thì hãng JV sẽ tặng kèm cho các bạn đầy đủ, chỉ mua về chỉ có việc lắp vào thôi. Và cái thùng hiện tại mình lắp thêm cái thùng phía trước, đây là thùng G12N kèm bát zin cho serum luôn. Thì hiện tại mình cũng bắt song song với lại cái thùng phía sau luôn. Thì cái thùng này dung tích của nó là 12 lít, và cái thùng phía trước thì nó sẽ bắt cố định nha các bạn, cũng thiết kế chống mưa luôn. Và giá của cái combo thùng trước và cái phụ kiện lắp cho rim là 770.000. Còn thùng phía sau thì mình sẽ linh hoạt mình gắn vào hoặc là tháo ra, nó không giống như thùng trước. Thùng trước thì mình phải bắt cố định, thùng sau thì khi mình gắn vào thì nó có cái đế này, còn thùng thì mình có thể sử dụng gắn vào hoặc là tháo ra tùy thích. Và cái mẫu thùng sau mà anh khách ảnh chốt đây là mẫu thùng B32NBADV. Thì dung tích mẫu thùng này là 32 lít, và mẫu thùng này có đầy đủ công năng sử dụng hết, nên rất là nhiều bạn thích cái mẫu này. Dung tích nó vừa phải nhưng mà nó đầy đủ công năng sử dụng, chẳng hạn như là tựa lưng cho người ngồi sau nè, lưới ràng bên trên và hai cái thanh để các bạn ràng lưới. Bên trong còn có một cái điểm giảm sốc nữa. Thì thùng này các bạn có thể gắn vào hoặc là tháo ra thông qua một nút nhấn. Khi mà các bạn có cái chìa khóa và các bạn để chế độ mở thì các bạn có thể bấm nút và lấy thùng ra. Còn các bạn gắn vào, các bạn khóa lại, rút chìa khóa ra thì người ta không có thể mở nắp cũng như là lấy thùng ra ngoài được. Nên các bạn yên tâm nha. Và thùng trước hay thùng sau và tất cả các thùng JV đều thiết kế chống mưa hết nha các bạn, nên các bạn cứ yên tâm và sử dụng. Và thùng JV thì cái chất liệu của nó là nhựa rất là bền, dẻo và chống phai màu rất là tốt. Nó không giống như cái loại nhựa thông thường, các bạn ngã xuống nó sẽ bị bể hoặc là bị phai màu sau vài tháng sử dụng. Và hàng bên mình là hàng JV chính hãng, và các bạn sẽ được bảo hành 2 năm hết và hỗ trợ lắp ráp. Và nếu các bạn mà mang xe đến shop được thì bên mình sẽ hỗ trợ lắp ráp. Một số xe chế phức tạp tí xíu thì shop mới tính tiền công nha các bạn, còn lắp zin là shop lắp miễn phí hết. Và shop còn sẵn rất là nhiều mẫu thùng khác cho các bạn lựa chọn, và nhiều phụ kiện đi mưa, chẳng hạn như là áo mưa bộ, ba lô đi mưa, mũ bảo hiểm 3/4 full face, lật hàm của rất là nhiều thương hiệu. Các bạn có thể ghé trực tiếp cửa hàng, shop có để địa chỉ và số điện thoại ở bên trên màn hình. Các bạn ở xa có thể gọi trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo để shop tư vấn gửi hàng đến tận nơi cho các bạn, qua hình thức COD là gửi hàng đến tận nơi, các bạn kiểm tra đúng hàng rồi mới thanh toán nha các bạn. Shop cảm ơn các bạn luôn quan tâm và theo dõi. Shop xin chào, hẹn gặp lại.